Đây rồi, đây rồi. À, Thường về đây rồi. Anh đi gì mà lâu thế? Anh có đi đâu, anh toàn chạy đấy. Ai bảo cái tính hay quên. Có mệt không? Hơi mệt. Giang à, thật kỳ lạ khi Duyên và Giang lại có một số phận đầy bất ngờ như vậy. Duyên nghĩ Giang cũng buồn và hoang mang về tất cả mọi thứ, giống như Duyên vậy. Nhưng mà Duyên tin, lúc này cả Giang và Duyên, hai đứa mình đều đã chín chắn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Đúng như bố Thắng đã từng nói, tương lai thuộc về ta, chỉ cần mình nhìn nhận cuộc sống đầy lòng bao dung, tích cực thì mọi thứ sẽ tốt hơn, đúng không Giang? Giờ Giang vẫn là con gái của bố Thắng, mẹ Thu Lê. Điều đó không thể thay đổi được. Cũng như Duyên, Giang là cháu gái của bà ngoại. Và từ bây giờ, chúng mình sẽ không còn là bạn nữa nhở? Giang và Duyên là chị em gái trong một gia đình. Duyên, Giang à, bố mẹ và Giang đã gặp bà rồi. Giang đã thuyết phục được bà xuống Hà Nội chữa bệnh trong lúc Duyên đi nhận giải ở Hàn Quốc đấy. Duyên đồng ý cho Giang chăm sóc bà nhé. Cảm ơn Giang nhé. Chúng mình về nhà với bà đi. Đi. Giang còn nhớ chứ? Thiết kế tốt đến từ người kiến tạo tốt. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Duyên tin là cả hai đứa mình sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, Giang ạ. Bà bảo này. Dạ. Năm nay cả hai đứa về đây bà tổ chức sinh nhật cho. Bà còn mời cả cô Xuân nữa. Dạ. Dạ vâng ạ. Thế để con đi bảo với bố mẹ con. Ừ. Con đi đi. Dạ. Bà ơi, bình thường con thấy mọi người hay thắp hương một hoa cúc. Sao bà lại thắp hương cho mẹ con bằng hoa hồng thế ạ? Khi mẹ con còn sống ấy, mẹ con rất thích hoa hồng. Ăn thì thích ăn bánh nếp. Nên năm nào thắp hương cho mẹ con, bà cũng làm bánh nếp này, rồi mua hoa hồng. Dạ. Thường nó đi lâu về thế nhỉ? À, chắc anh Thường sắp đến rồi đấy ạ. Cái tính anh Thường á, lúc nào cũng quên thôi. Này. 1, 2, 3. Bố mẹ ơi, bà vừa nói với con là năm nay bà muốn tổ chức sinh nhật cho con và Giang ở trên Cao Sơn ạ. Bố mẹ đồng ý nhá. Mình thấy thế nào? Thế thì còn gì bằng nữa, sẽ rất là vui đấy. Vào đây chụp ảnh đi con. Dạ. Vâng ạ. Dạ. Nào, cả nhà mình chụp nào. Dạ. Chụp cả nhà nhé. 2, 3. Đây rồi, đây rồi. À, Thường về đây rồi. Anh đi gì mà lâu thế? Anh có đi đâu, anh toàn chạy đấy. Ai bảo cái tính hay quên. Có mệt không? Hơi mệt. Thôi, đồ lễ đủ rồi. Con ra mời bố mẹ vào để thắp hương đi. Dạ vâng ạ. Thường. Dạ. Đưa cho bà mấy nén hương. Đây ạ.